đội tuyển ASEAN Nhật xác nhận không có server 13.12 để tập luyện. Như đã thông báo, ASEAN 2022 sẽ dùng phiên bản cũ 13.12 để thi đấu. Đồng thời, thể thức của nó cũng khiến nhiều người lo ngại. Theo đó, mỗi trận vòng bảng đều chỉ là BO1 đánh vòng tròn tính điểm và chỉ có một đội đầu mỗi bảng đi tiếp cùng các đội hạt giống đã được phân định từ Road to Asian Games hồi tháng 6. Điều này làm dấy lên tranh luận về sự khó hiểu của luật lệ giải đấu. Trong đấy, vấn đề chính được đặt ra là với việc gần 5 phiên bản đã trôi qua cùng bao nhiêu cập nhật, thì liệu có bao nhiêu game thủ trong từng đội quốc gia có thể lội dòng về quá khứ để làm quen meta? Và nhất là việc không thể lội ngược dòng trong game về các bản cũ khiến một số đội gặp bất lợi. Như trường hợp của tuyển Nhật Bản vừa được thông báo mới đây, không hề có server nào còn bản 13.12 để các tuyển thủ tập luyện vì bản đó đã qua quá lâu rồi. Có thông tin cho rằng tuyển Nhật không có cách nào để tập luyện phiên bản đó được. Tôi không biết trường hợp của Trung hay Hàn sẽ thế nào. Trong khi đấy lại có luồng tin khác cho rằng với việc là một server tự quản hoàn toàn so với Riot quốc tế thì Liên minh Trung bằng cách nào đấy vẫn giữ được bản 13.12 để các tuyển thủ tập luyện. Đây có lẽ là lợi thế không nhỏ cho Trung Quốc khi bước vào giải đấu. Tất nhiên đây chỉ là lời đồn chưa có căn cứ nên chúng ta biết cho vui là được. Và dù có bất hợp lý thế nào đi nữa thì đây vẫn là quy định của ban tổ chức và các đội tham gia phải tuân thủ. Tuy nhiên, việc không được tập luyện trước sẽ khiến các tuyển thủ khá vất vả nếu muốn giành vinh quang về cho Tổ quốc.